mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Anh bạn khó thở. Tôi có một người bạn, một năm thì bị khó thở hết 6 tháng. Đi bệnh viện khám, chữa chạy đông y, tây y đủ hết cũng không bớt. Có lần, đang trò chuyện, anh bị sặc sụa, nghẹt thở. Anh ấy mới hỏi tôi rằng có cách gì trị chăng? Chắc đây là nghiệp chướng của tôi. Tôi bảo, nếu là nghiệp chướng thì cũng phải tìm cho ra nguyên nhân. Nhất định là có nguyên nhân. Anh hãy nhớ kỹ lại xem, trong đời này anh có giết qua loài vật nào không, và đã giết bao nhiêu? Anh bạn ấy thẳng thốt nói với tôi rằng có. Hồi đó anh ấy ở quê, nhà có rất nhiều chuột. Ba mẹ anh ấy phải bẫy chuột và bắt được rất nhiều. Biết anh ấy ưa nhận nước chuột nên họ đã giao cho anh ấy cả lồng chuột ra dìm xuống sông. Anh ấy đã khiến cho chuột sặc sụa không thở được và chết đuối. Mà hễ chuột chưa chết thì anh ấy nhất quyết chẳng chịu lấy lồng lên. Có lẽ vì vậy mà giờ mới bị báo ứng như thế này. Anh bạn tôi hàng ngày luôn bị sặc, nghẹt thở đến dở chết dở sống, chứ vì thấy có đáng sợ hay không? Tôi kể ra câu chuyện này không phải đe dọa các vị, mà là muốn các vị hiểu rõ để không sát sinh và đừng kiếm sống bằng những nghề sát sinh. Mong quý vị hãy tự bảo vệ tốt cho mình. Tự thuật của sư Hải Đào. Lời người dịch. Khi dịch đến chỗ sư Hải Đào sám hối xin lỗi con rắn, tôi thực cảm động. Nhất là hai lời nguyện lớn, không bao giờ sát sinh thì tương đối dễ rồi, còn không bao giờ nổi giận. Với tôi, đây là lời nguyện rất dũng mãnh, vì nói được, làm được, đòi hỏi rất nhiều lực tỉnh giác. Tôi chỉ biết sơ về sư Hải Đào. Việc làm nổi bật nhất là sư phóng sinh rất mạnh. Tôi từng đọc một bài báo tường thuật về sự hướng dẫn người phóng sinh rất ấn tượng, vì buổi phóng sinh có đông người tham dự, cực kỳ trang trọng và vĩ đại. Trong số thủy tộc được thả còn có các động vật hoang dã và một con bò có mang. Khi được phóng sinh, nó đã hướng về sư quỳ xuống cảm tạ. Tôi thấy hình chụp cũng thật là cảm động. Ngoài ra sư còn viết, biên soạn rất nhiều sách về báo ứng phóng sinh. Mong rằng mẫu chuyện nhỏ tôi dịch về sư Hải Đào sẽ đem lợi ích lớn đến cho bạn đọc. Ha ha ha, 问什么的说呵